các sản phẩm mà bạn có thể mua loại giá rẻ cũng được. Đầu tiên thì Chubby nói đến sữa rửa mặt nha các bạn nha. Sữa rửa mặt Chubby đánh giá là một trong những sản phẩm mà các bạn có thể tiết kiệm. Sữa rửa mặt dù gì đi chăng nữa thì nó cũng là một sản phẩm làm sạch da, vậy thì nó chỉ cần đáp ứng được một số tiêu chí thôi. Một đó là pH của nó phù hợp với cái pH da của chúng ta, trung bình là khoảng 5 cho đến 6. Cái thứ hai là khi rửa mặt nó đem lại cho các bạn cảm giác làm sạch nhưng không khô, không căng, không khó chịu, không đỏ da, không ngứa, không châm chích. Đối với Chubby thì một loại sữa rửa mặt là trồng rèm trong khoảng từ 500 ngàn cho đến 900 ngàn là đã vô cùng xịn rồi. Và nếu như nó là một cái dạng rửa mặt mà nó kết hợp được với những cái chức năng khác, ví dụ như giúp cho các bạn là tẩy trang, giúp cho các bạn tẩy tế bào chết thì nó kết hợp luôn thì nó càng tốt, đúng không? Cái thứ hai Chubby nghĩ là cũng không cần phải đầu tư quá nhiều, vài triệu, đó chính là toner. Nếu như các bạn thuộc vào đối tượng cần toner, các bạn có thể đầu tư một sản phẩm toner trong mức giá trung bình thôi, khoảng 500 ngàn cho đến 800-900 ngàn, ok. Không quá cần thiết phải sử dụng đến một loại toner thần thánh nào đó đến vài triệu, không cần. Tiếp theo nữa đó là kem mắt. Đối với Chubby, kem mắt cũng là một sản phẩm không cần phải quá mắc tiền. Bởi vì khác với suy nghĩ của nhiều người cho rằng là sử dụng kem mắt là nó sẽ giúp cho tôi giảm nếp nhăn, giúp cho tôi hết thâm mắt, giúp cho tôi giảm bóng mắt, thì trên thực tế kem mắt không làm được nhiều như vậy đâu các bạn. Một loại kem mắt tốt đối với Chubby là nó chỉ cần làm đúng một điều duy nhất, đó chính là nó giữ cho vùng da mắt của chúng ta đừng bị khô. Bởi vì da mắt nó mặn, nó khô và nó mau lão hóa lắm các bạn ơi. Nếu như các bạn không có một cái vùng da quanh mắt quá nhạy cảm, có một số người họ sử dụng thẳng kem dưỡng ẩm dành cho da mặt, họ dùng thẳng da mắt luôn cũng vẫn được. Còn nếu như là da mắt của chúng ta quá nhạy cảm và nó khô và nó lão hóa rõ ràng hơn so với những vùng khác, các bạn sẽ sử dụng một loại kem mắt riêng. Ai chưa biết chọn, Chubby để một vài loại cho các bạn tham khảo. Tiếp theo nữa, một loại mà Chubby nghĩ là các bạn cũng có thể mua loại giá vừa vừa, đó chính là mặt nạ giấy ấy các bạn. Thực sự Chubby sử dụng mặt nạ giấy rất nhiều nhưng mà Chubby không thấy có quá nhiều sự khác biệt giữa các loại mặt nạ mà 20-30 ngàn cho đến 100 ngàn. Đương nhiên vẫn phải nhắc lại giống như đầu video, đó là những cái sản phẩm nào mà nó high end thì nó vẫn mang lại cho các bạn những trải nghiệm sang trọng hơn hẳn nha, nhưng mà đó là khi các bạn đủ lượng tiền cơ. Tiếp theo nữa, cái này hơi bất ngờ nha, đó là serum có chứa hyaluronic acid thông thường thôi nha các bạn nha. Cái nguồn nguyên liệu của nó không phải là quá mắc và sự chênh lệch chất lượng cũng không phải là quá cao. Đương nhiên sẽ có những sản phẩm serum hyaluronic acid giá vài triệu nhưng mà cũng không phải quá khác biệt. Ok, đương nhiên vẫn phải nhắc lại, bạn nào có điều kiện thì chúng ta cứ thử trải nghiệm những sản phẩm high end.